Vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang ký của xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em và ủng hộ em trong thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em phải nút đăng ký kênh màu đỏ khắc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống nút sẽ cực nhận rất nhanh. Tránh mất thời gian làm phim và phim ngắn may phim ngắn được đó là cái Bô Lê Đòn Gánh của Đức Quốc Xã xưa size 50 bọc vàng sản xuất thập kỷ 1950-60. Cái dòng này về rất nhiều, mỗi lần về là riêng dòng này thôi vài chục cây. Mỗi cây mỗi giá khác nhau và tùy theo độ mới độ đẹp chênh nhau từ vài trăm đến vài triệu. Tất cả các dòng kính đều hết kính cổ hay đồ cổ đồ xưa nó sẽ chênh nhau từ vài trăm đến vài triệu tùy theo độ mới độ đẹp và độ sâu tuổi của cái dòng kính đó nữa. Bô Lê Đòn Gánh nhá, Đức Quốc Xã xưa nhá. Bác nào Hà Nội gần Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em xem kính cổ và đồ cổ đồ xưa. Địa chỉ ngõ 390 đường Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 091 656 826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Địa chỉ trụ sở chính kênh ký của Nghĩa Sơn nằm duy nhất ở đây, ngoài ra là không có chi nhánh bất kể đâu. Ngày nay ở Hà Nội cũng như một số các tỉnh trong miền Nam hay giả danh tranh của Nghĩa Sơn thì những đối tượng đấy hay bán lô kính là của Nhật và một số kính ở nước châu Á, đó là sản xuất ở nước thứ hai thứ ba, nguy hiểm hơn là bán hàng tàu amateur Trung Quốc. Hết sức cảnh giác và cảnh giác cao độ với cái chiêu thức chiêu trò của những đối tượng đó. Bô Lê Đòn Gánh Đức Quốc Xã xưa nhá, rất mới rất đẹp này, chuôi bóc đô này. Cái này là dòng của Đức Quốc Xã chuôi ve nguyên zin, còn rất là mới rất đẹp nhá, bọc vàng sáng ánh gương, hàng thật Đức Quốc Xã xưa chuẩn năm 1. Còn đối tượng xấu bán hàng sản xuất nước thứ hai thứ ba, vàng rất là xấu hơn, thứ nguy hiểm hơn là hàng giả nhái thì như nước chè để 2-3 ngày ấy. Những đối tượng hay bán hay giấu địa chỉ, thay đổi chỉ, thay đổi điện thoại, đấy là đứa hàng bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thì một số bác có comment cho em cũng gửi tin nhắn, cái điện thoại bảo nên phân tích hàng thật, hàng giả, hàng nhái, hàng thật bọc vàng sáng gương này, thế thôi, rất mới rất đẹp nhé. Còn hàng giả, hàng nhái thì trông nhìn nó dại lắm. Thứ hai là luôn luôn bọn nó hay giấu địa chỉ, đấy là bọn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đấy đẹp mới này cơ mà. Giờ đi chi tiết bên trong nhé. Ở cầu giữa thì nó có cái chuyện bầu dục và có chữ M. Đây là biểu tượng logo hãng từ ngày xưa, chuôi ve nguyên zin. Cái dòng này đi rất nhanh thôi vì trong suốt 7 năm qua triển khai trên cây nút, đặc biệt là bán tại nhà cũng như ngoài đường Trường Chinh là hơn 20 năm, số điện thoại như thế đã khẳng định giá trị thương hiệu rồi. Thương càng phải số 130. Rất mới, rất đẹp nhé. Bác nào mà xem video cảm thấy chưa rõ ràng thì yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp qua Zalo sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm theo video ngoài trời phản ánh đúng chân tình chân thực của kinh đó, sản phẩm đó. Càng trái số 130 và nó có cái chữ là Zep Mani, chữ khá nhỏ, 130 này, Zep Mani này, này. Đấy, chữ này. Và về giá rất đẹp mái, 6,5 triệu hay gọi là 6.500k Bô Lê Đòn Gánh Đức Quốc Xã xưa, 6,5 triệu hay gọi là 6.500k, 6,5 triệu nhá. Sản phẩm bán ra luôn luôn được 3 check 3 test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Về hình thức buôn bán, bác là chuyển khoản bao ship, bác là chọn hình thức ship code thì vui lòng đặt cọc 100-200k tùy theo giá trị. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bác phải điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em đi gửi hàng, giao lưu đồ cổ xưa. Và đặc biệt hơn là em đi thẩm định, định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Thì bác cứ nhớ điện thoại trước thì em sẽ nhanh tiếp đón từ xa và lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đấy là một trong cái giá trị lớn nhất là khi mua với số đồ cổ xưa lâu năm thường uy tín hơn 2 năm và số đoạn hơn 2 năm, khẳng định giá trị thương hiệu và đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Khuyến cáo là mua bán thì mục sở thị tại nhà, có làm sao mà đánh vạ được, bởi vì ngày nay rất nhiều đồ xấu mua bán là nó hay hẹn ở đường lắm, hẹn nơi công cộng cộng đồng thì tuyệt đối không nên mua. Thứ ba là những đối tượng bán mà giấu địa chỉ, không công khai địa chỉ, mua số điện thoại không cũng không nên mua. Thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại, hẹn nơi công cộng cộng đồng như là trên chân tòa nhà, trên chung cư, rồi là xung quanh hồ Thiền Quang, xung quanh hồ Văn Quán, dính hết, rất nhiều anh em bị dính. Thứ ba là về kính cổ đồ xưa thì nên mua người con trai là tốt nhất, bởi vì mua được con gái thì về đồ kính cổ kính xưa, đồ cổ xưa thì không am hiểu, thông thường được thuê, nhưng nếu thuê xong nó bán trên limit
những trang mạng sội nó mặc áo hai dây hở ngực trên ngực, thế là coi như nó mua bán để nó toàn hẹn nơi công cộng cộng đồng, rất nhiều em nó dính hàng giả hàng nhái kém chất lượng, hoặc nó gọi ship đến là ship là anh ở đâu mang qua xem mua thôi, thì rất nhiều em đã dính hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng đấy. Và một lần nữa thì cảm ơn bác đã dành thời gian xem video của em vừa dài vừa thô. Bác nào mà chưa có kênh của em thì nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống nút chuông kiểm tin nhắn rất nhanh. Vâng, xin chào tạm biệt.